Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Đây là hình đầu tiên. Trương Quốc Bảo, cái đôi đũa hình đầu tiên là có đôi đũa, hình thứ hai mất đôi đũa rồi. Chúng ta xem đáp án đúng hay sai. Các bạn đã giành được một điểm. Bên đây sao chậm quá vậy? Bây giờ chuẩn bị nha. Clip 2 xin mời. Xin mời Thuận Nguyễn. Thuận Nguyễn. Dạ, Nguyễn. Mất hết con tôm rồi. Sai. Tôm chỗ nào? Chắc chưa? Chắc. Chắc không? Mất hết một con tôm. Dạ. Xin mời đáp án. Các bạn đã giành được 2 điểm. Cái đó người ta kêu là ăn no quá mình mờ mắt. Chúng ta không cần phải chơi thêm nữa. Rõ ràng, bây giờ tiếc nuối hả miệng hoài vậy. Xong rồi mình đồ xong rồi đó. Đồ ăn cái này ngon lắm, dòng này ngon lắm. 30 chưa phải là Tết, sau 4 rưỡi mới biết ai chiến thắng. Và bây giờ chúng ta cùng nhau bước vào đại tiệc miếng. Yeah. À. Bây giờ chúng ta sẽ thử dụng món miếng lương đầu tiên nha. Ủa miếng lương là của Việt Nam chứ có phải là của... Nghe nghe ta hỏi không kìa. Miếng lương là của Việt Nam chứ phải của nước ngoài hả? Miếng lương là của Việt Nam á, ở ngoài Hà Nội bán rất là nhiều cái món này. Lương này lương chiên rất là giòn. À trời. Bị gì hả? Có độc hả? Bị nước ngọt thanh tao, lương giòn béo ngậy. Ngồi không gấp gì mà anh đi. Tại đây em gấp lương. Ừ. Em thấy anh ăn chay nên anh ăn ít lương anh nha, ăn rau nhiều anh nha. Anh nhớ anh đâu có ác với em gì đâu, anh nói đúng rồi đó. Nè, nước nước dùng á. Phải chan vô luôn hả? Chứ sao, trời ơi, mấy người không ăn làm sao biết được. Nơi anh chan giùm em miếng nước lèo. À, nước lèo anh không có muỗng, cân tự chan. Mình biết vòng 2 là ăn lương với cua cho nên mình nhường vòng đầu cho mấy bạn ăn á. Để bụng á, cái này mình để bụng á. Cái miếng lương rất là giòn. Mà thích nhất cái nước lèo nha. Cái gia vị mà trộn cái miếng lương á, ăn chung với xíu rau răm nè, hành tây nè, rồi miếng lương nữa, ăn chung một miếng đã. Nghe cái tiếng giòn nữa. Tiếng đặng nó giòn lắm, giòn lắm. Sao anh Triều Nhân ăn cái này không nói gì hết vậy ta? Ngon quá, nói chi để mấy nhỏ nói gì vậy? Trung, cua nhìn hoài. Cua nhìn anh hoài. Cua nhìn gì? Tao ăn mày luôn nè. Tao ăn mày luôn, tao mày nhìn tao này mày gì? Mày chọc ghẹo tao hả? Người ta mày ăn tao nhục mày chọc tao nữa hả? Đâu nó mở mắt nó chớp nhìn anh kìa. Trời ơi. Chương trình không thích mình cho con cua biến hình nó bự chà bá lửa cho bạn đây trời ơi. Cái cua bằng cái bắp chân tôi luôn nè trời ơi. Ơi. Đây nè cái kéo nè. Kệ người ta đi em ơi, trời em kỳ quá à. Cái đó này. Trời ơi. Cua hoàng đế phải không anh? Cua này của ông nội hoàng đế luôn. Rồi cái càng nè. Cua này chắc lắm á. Trời ơi, nó đập bây giờ không bể là ý là nó chắc lắm. Bể anh ơi. Trời ơi. Không, mình bẻ ra thì mình ăn được rồi. Cái dòng mình nhìn mà à, khó chịu ức chế. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. À, có cái chỗ bẻ càng cua nè. Cho vô. À. Cho. Tao nghĩ đi. Nó chắc đến nỗi mà con đập lạ mày. Trời ơi, chết rồi nè. Thật rồi. Anh đút em ăn thử đi. Đây là mai cua. Liếm mày là thấy ngon. Ê, nó không phải khen chứ cái thịt nó chắc quá. Trong cái mai nó có rất là nhiều gặp. Nè, mày cái gì vậy? Này, nó gọi là thịt càng đó. Ngập, mồi em đây cho mình ạ. Ừ, cái thịt nó chắc, nó thơm. Gạch nè, mình moi hôm nay ra mình ăn nè. Béo. Béo lên tới ốc luôn anh. Cua tao phải ăn luôn cái mai nó mới ngon được, chứ ăn cái đó chưa nó ngon. Béo em ăn không cái gạch, em nhường cái mai. Khi mình đã bẻ cua rồi, thì trong đây có một phần
gọi là gạch và các chất dinh dưỡng. Thì cái cách ăn duy nhất của người Việt Nam là kê vô húp. Nè. Sau khi húp xong thì mình tách. Nè, để chỉ cho cái nghiên cứu khi ăn cua là ở phần bên phải á, ngay chỗ cái này nè. Đó, lúc nào tách ra lúc nào thịt rất là nhiều. Đó. Nè. Nè, nè. Nè. Thấy chưa? Thấy chưa? Đó. Hiểu không? Không phải ai ăn cua cũng biết cái kiểu đâu. Phải hiểu cái kiểu của nó. Không có nam nhìn em hiểu rồi đó. Mong được ăn. Đúng rồi. Từng xớ thịt. Nó ngọt mà nó thấm gia vị nè. Cái ăn cua mình bỏ quên miếng luôn. Mình phải trộn với sữa miếng vô. Đây. Có cà rốt nè, có nấm nè. Ớt chuông nữa. Anh đổ mồ hôi quá rồi anh mới có cái càng cua thôi mà sao anh đổ dữ vậy anh? Không, cái này nó cứng lắm em. Để mồi ra. Trời, ăn mồ hôi chảy miếng miếng vậy trời. Bây giờ mình ăn món tiếp theo. Miếng chiên giòn. Thiệt á, cuộc sống mà không ăn những món này thì sống để làm gì? Đập đầu vô cái lẩu chết cho rồi Trung ơi. Wow. Khoan, xin cách đi. Xin cách đi. Xin cắt, nó nói là bếp giùm á. Ai nấu món này mà ngon quá vậy? Mực mà nó giòn giống như là hả? Miếng. Tao minh đi đấy. Cái miếng chiên giòn này rất là ngon. Mà cái vị nó rất là đậm. Mà nó thơm thơm. Mà mình chan vô là ăn liền á, là nó rất là giòn. Những cái miếng này giòn tan quá. Ý con ruồi. Ý không phải, đập càng cua đó. Lần đầu tiên ăn miếng chiên giòn anh đó ăn mì xào giòn không mà. Mà em thích nhất là cái món miếng này nè. Dạ. Nãy giờ ăn thích nhất món này. Nó giòn giòn mà chế cái nước sốt vô nữa, nó vẫn giữ được độ giòn. Ăn miếng là giảm cân rồi đó, không có mập. Tại vì miếng làm bằng đậu xanh không đúng không? Mà mấy người mà không ăn gì luôn á là giảm cân được luôn. Không, nó ăn rồi. Là hiện tại các bạn là được ăn những món ngon nhất. Ngon nhất tới thời điểm này thôi. Bởi vì càng về sau chương trình càng ngon nữa. À. Nhưng quan trọng là đội nào chiến thắng vòng sau được dự đại tiệc và đặc biệt là được phần quà lớn của chương trình. Đội thua sẽ mang về nỗi buồn phiền ê chề. Và bây giờ chúng ta hãy cùng chờ xem những món ăn tiếp theo là gì. Nhắc đến các món sợi của miền Bắc, sau phở người ta sẽ nghĩ ngay đến bún. Nếu phở tượng trưng cho sự cầu kỳ tinh tế thì bún là món ăn bình dân và vô cùng thân thuộc. Những món bún đại diện cho ẩm thực miền Bắc phải kể đến là bún thang, bún chả, bún ốc hay bún ăn kèm chả cá Đã Vọng. Và sẽ là thiếu sót nếu bỏ qua bún cá rô đồng, dẫu đây là món còn ít người biết đến. Cách chế biến món này khá cầu kỳ. Chỉ riêng việc lấy thịt cá cũng đã đòi hỏi sự khéo léo của người đầu bếp. Phần thịt cá sẽ được chia làm hai phần, một phần hòa thêm chút nghệ rồi đem cá đi hấp. Những miếng cá rô hấp trông mềm mọng chưa kìa. Đầu bếp của Thiên Đường Ẩm Thực đang chiên những miếng cá rô còn lại cho vàng giòn. Với phần xương cá rô, hãy cho vào nồi nước dùng để tạo vị ngọt thơm thuần túy. Nấu cho đến khi xương cá mềm như, lọc bỏ xác thì mới thêm các loại gia vị xào thơm. Còn gì bằng một ngày trời se se lạnh ngồi bên tô bún cá rô với